không còn những trận cầu mang tính hòa hoãn hay toan tính chiến thuật. Vòng 1/8 sẽ chứng kiến các cuộc chiến không khoan nhượng. Một lần sẽ chân là lên đường về nước sớm. Khi Thụy Sĩ và Ý bước ra Olympia Stadion Berlin đêm ngày 29 tháng 6 để tranh tấm vé tứ kết đầu tiên, người ta chợt nhớ đến những cuộc chạm trán căng thẳng gần đây giữa họ. Nhất là trận hòa 1-1 hồi tháng 11 năm 2021 khiến Ý đánh mất vé dự World Cup 2022 vào tay Thụy Sĩ. Ở Euro 2024, Thụy Sĩ đã thể hiện tốt ở vòng bảng khi đánh bại Hungary, đồng thời chia sẻ kết quả hòa với Scotland và Đức. Thụy Sĩ đã khiến Đức chất giả đến phút 90+2 mới có thể gỡ hòa và cùng chính. Vì lối chơi phong tỏa ghê gớm của họ, người ta tin thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin sẽ dễ dàng vượt qua một Azuri sụp sệt và bất ổn trên đất Đức. Thụy Sĩ không lo lắng chấn thương và chỉ mất hậu vệ xin giành Quidrimer do án treo giò. Azuri giành được suất vào vòng loại trực tiếp. Nhờ bàn thắng phút 90+8 của Mattia Zaccagni vào lưới Roacer, họ cũng mất trung vệ Ricardo Calafiori, người truyền đường quyết định cho Zaccagni vì án treo giò. Nhìn chung, có vẻ như Ý lép dế hơn Thụy Sĩ ở giải này, nhưng truyền thống và văn hóa bóng đá luôn khẳng định họ mới là đội chiếu trên. Hai đội đã chạm trán nhau đến 60 lần, trong đó Ý thắng 29, hòa 24 và thua chỉ 7 lần. Thậm chí trong trận hòa 1-1 ở vòng loại World Cup 2022 nói trên, Jorginho đã đá hỏng quả 11m ở phút cuối cùng khiến Ý mất oan chiếc vé World Cup. Tỷ lệ Ý chấp đồng nữa và Thụy Sĩ chỉ ăn 82 này đã tụt xuống chỉ còn 80. Cho thấy thị trường đang đổ cửa dưới khi mọi người tin rằng Thụy Sĩ chắc chắn không thua, nhưng đây là lúc thích hợp để chọn cửa trên vì Ý luôn mạnh hơn Thụy Sĩ. Tỷ số mà nhà cái dự đoán Ý thắng tối thiểu một bàn có tỷ lệ cao nhất. Kế theo là những dự đoán hai đội sẽ có kết quả hòa, không phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức. 5/7 lần đối đầu gần đây giữa hai đội đều có từ một bàn thắng trở lên trong hiệp 1. Cả Italia và Thụy Sĩ đều có xu hướng ghi bàn sớm trong các trận gần đây. 5/6 lần đối đầu gần đây giữa hai đội kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. Cả Italia và Thụy Sĩ đều có xu hướng kết thúc trận đấu với số bàn thắng chẵn. Ngày 10 tháng 10, một trận gần đây của Italia đều có từ 4 quả phạt góc trở lên ở hiệp 1. Thụy Sĩ cũng có ít nhất 4 lần phạt góc trong hiệp đầu ở mùng 8 tháng 10 trận vừa qua. Dự đoán, Italy thắng 2-1. Đức - Đan Mạch. Hãy chờ đợi một bầu không khí sôi động tại Seno Iduna Park khi Đức và Đan Mạch đối đầu trong một trận đấu rất được mong đợi vào rạng sáng ngày 30 tháng 6. Đức đã thi đấu tốt để giành ngôi đầu bảng A, nhưng màn trình diễn của họ trong trận hòa 1-1 với Thụy Sĩ không khiến người hâm mộ lạc quan. Trung vệ Jonathan Tah bị cấm thi đấu một trận, trong khi hậu vệ Antonio Rüdiger trở lại sân tập giúp tuyển Đức lên tinh thần. Đan Mạch đã giành được suất vào vòng knock-out nhờ trận hòa không bàn thắng nhàm chán với Serbia, vì Christian Eriksen và đồng đội không thể gây ấn tượng trong trận đấu vòng bảng gần nhất, nên thị trường đang dồn về phía đội chủ nhà. Morten Hummels cấm thi đấu, trong khi Thomas Delaney có khả năng sẽ đá chính. Tỷ lệ Đức chấp Đan Mạch một trái và chỉ ăn 8 đã bất ngờ chuyển thành chấp nửa một lúng tiền, ăn 85. Thị trường đang đổ cửa dưới, chọn Đức an toàn hơn. Hãy nhớ rằng Đức có lịch sử đối đầu trội hơn Đan Mạch. Gặp nhau 28 lần thì Đức thắng đến 15, hòa 5 và chỉ thua 8. Tỷ số mà nhà cái dự đoán Đức sẽ thắng với cách biệt 1 đến 2 bàn khá cao. Chiếm tỷ lệ cao nhất, Đức sẽ thắng Đan Mạch với sớt tỷ số 1-0 và kế tiếp là tỷ số 2-0. Tỷ lệ tỷ số mà Đan Mạch có thể thắng Đức khá thấp và ít diễn ra. Dự đoán Đức thắng 3-1. Đêm ngày 30 tháng 6 và rạng sáng mùng 1 tháng 7, Anh, Slovakia, Tây Ban Nha, Croatia. Chiến thắng khó tin của Croatia trước Bồ Đào Nha đồng nghĩa với việc Anh sẽ phải đối đầu với Slovakia. Dù đã đau đầu tính toán đến khả năng chạm trán Hà Lan ở vòng 16 đội. Sau Slovenia, một đại diện Đông Âu khác là Slovakia sẽ tiếp tục thử thách vai trò ứng viên vô địch của tuyển Anh. Một tâm sư với đội hình như được lắp ghép dội tất cả quân bài, mà huấn luyện viên Gareth Southgate có được xem ra có thể bị lép dế trước đối thủ dưới cơ. Huấn luyện viên Francesco Canzano đã xây dựng Slovakia theo mô hình Napoli của Luciano Spalletti, chắc chắn và thực dụng. Nếu đội bóng của Gareth Southgate không cho thấy bất cứ thay đổi nào sau màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng bảng, nguy cơ phải xách vali về nước sớm hoàn toàn có thể xảy ra. Tây Ban Nha đứng đầu bảng tử thần mà không một lần thủng lưới, thắng cả 3 trận, trong đó có cả những cái tên sừng sỏ như đương kim vô địch châu Âu, Ý và đội hạng 3 World Cup, Croatia. Croatia, nhờ chiến thắng 2-0 đáng nhớ trước Bồ Đào Nha, đã tiến vào vòng loại trực tiếp giải đấu lớn đầu tiên của họ. Tây Ban Nha đã thi đấu rất xuất sắc và được đánh giá sẽ đi đến hết giải, tức trận chung kết. Tất nhiên, họ phải tỉnh táo trước một Croatia đang rất hưng phấn nhờ cuộc ngã chính láng giềng Bồ Đào Nha của họ. Dự đoán, Anh Slovakia 1-0, Tây Ban Nha Croatia 2-0. Đêm 1 và rạng sáng mùng 2 tháng 7, Pháp Bỉ, Bồ Đào Nha, Slovenia.
cặp đấu bom tấn đầu tiên của vòng chung kết sẽ xuất hiện khi Pháp đối đầu Mỹ tại Düsseldorf. Họ từng gặp nhau ở bán kết World Cup 2018 nhưng rõ ràng không bên nào giữ được phong độ ấn tượng như hành trình trên đất Nga 6 năm trước, vì trong vòng chơi ba đội bóng Đông Âu đã đánh mất chính mình. Thắng Romania nhưng lại thua Slovakia rồi bị Ukraine cầm hòa tẻ ngắt. Cổ động viên đã quay lưng với nhiều tiếng la ó trên sân. Chưa rõ bao giờ sẽ trở lại sát cánh cùng thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez. Pháp là ứng cử viên số 2 của giải nhưng không có được màn trình diễn như mong đợi. Nhất là sau khi thủ lĩnh Mbappe chấn thương và bầu không khí nặng nề bao phủ lấy đội bóng, cổ động viên hẳn phải tự an ủi rằng Les Bleus thường chỉ thể hiện màn trình diễn tốt nhất của mình từ vòng đấu loại trực tiếp. Vì thế, giờ là lúc họ mới bắt đầu vào cuộc. Bồ Đào Nha thất bại trước Rosia mang đến màn địa chấn làm rung trên sân cỏ châu Âu và nỗi thất vọng lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ có sự điều chỉnh cần thiết để Bồ Đào Nha trở lại. Slovenia từng khiến đội tuyển Anh thất vọng, lần này có tiếp tục trở thành rào cản cho Selecao châu Âu? Dự đoán, Pháp, Bỉ hay không? Bồ Đào Nha, Slovenia, 1-0. Đêm 2 giờ rạng sáng mùng 3 tháng 7, Romania, Hà Lan, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ. Một Hà Lan đang vô cùng bất ổn sẽ đối mặt với đội dẫn đầu bảng E là Romania. Cặp đấu rất đáng xem của vòng 1/8. Thắng Ba Lan và hòa Pháp, Hà Lan giờ chót thua sốc người Áo ở bảng thư hùng có đến 5 bàn thắng. Chính trận thua kinh hoàng này đã đẩy Hà Lan xuống vị trí thứ 3 ở bảng D và phải đối mặt với thách thức khó lường mang tên Romania. Áo đối mặt với Thổ Nhĩ Kỳ ở trận cuối cùng vòng 1/8. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều đáng xem. Tuyển Áo của huấn luyện viên Jack Rennickov mặc ở top đầu trên mọi bảng xếp hạng vòng bảng Euro 2024, chỉ xếp sau Tây Ban Nha và Đức về phong cách tạo ấn tượng lẫn hiệu quả cuộc chơi. Áo đã ghi 6 bàn trong 2 chiến thắng gần nhất và họ sẽ đối đầu với một Thổ Nhĩ Kỳ có hàng phòng ngự rất thiếu an toàn. Dự đoán, Romania, Hà Lan, 2-1, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, 3-1.